Sáng ngày 21 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 8 bị cáo trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la Mỹ mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm AH5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang phải dùng gậy hỗ trợ di chuyển đến phòng xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa thẩm phán Vũ Quang Huy. Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện Bộ Y tế, đại diện công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và một số tổ chức cá nhân đến phiên xử. Phiên tòa sơ thẩm lần này có 16 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Bị cáo có nhiều luật sư nhất là Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, cựu giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Kim giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc công ty Cửu Long với 4 luật sư bào chữa. Bị cáo Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế có hai luật sư bào chữa. Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Quản lý Thực hiện Kế hoạch Phòng chống dịch cúm AH5N1 Bộ Y tế, và Phạm Thị Minh Nga, chuyên viên vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, cựu kế toán trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm AH5N1 Bộ Y tế bị truy tố tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lương Văn Hóa, cựu tổng giám đốc công ty Cửu Long, Nguyễn Thanh Tòng, cựu phó tổng giám đốc công ty Cửu Long, Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu kế toán trưởng công ty Cửu Long, Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, cựu giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Kim giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc công ty Cửu Long. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thanh Tòng, sinh năm 1959, đã tử vong do mắc bệnh mãn tính. Theo cáo trạng, năm 2005, dịch cúm AH5N1 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đặt dược phẩm Cửu Long và một số đơn vị khác, sản xuất thuốc Oseltamivir để phục vụ việc phòng chống dịch. Một năm sau, trong quá trình đàm phán, dược phẩm Cửu Long được nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận giảm giá mua nguyên liệu với tổng số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ông Lương Văn Hóa đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, giấy tờ nhằm che giấu việc giảm giá nhằm mục đích bỏ ngoài sổ sách khoản tiền này. Cáo trạng xác định, thời điểm xảy ra vụ án, ông Quang đang là trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir, nhưng khi phát hiện dược phẩm củ long giữ lại hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, bị can này đã không báo cáo Bộ Y tế và không chỉ đạo các đơn vị kiểm tra. Khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền trên, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước, dẫn đến thiệt hại hơn 3,8 triệu đô la Mỹ.